Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin giới thiệu với quý vị, người giảng cuối cùng trong ngày hôm nay của phiên bế mạc này, đó là mục sư Dương Thành Long. Dạ, xin mời chúng ta đứng lên vỗ tay chào đón đầy tôi Chúa. Một lần nữa, yeah! Dạ, cảm ơn tất cả quý vị, nhưng mà chúng ta an toàn. Áp lực quá quý vị ơi. Dạ. Quý vị có được phước ở trong 3 ngày của đại hội này không ạ? Ai được phước xin đưa tay lên cho tôi xem ạ. Dạ, chúng ta cùng vỗ tay để cảm ơn ban tổ chức của chúng ta nè. Dạ. Chúng ta được phước ở trong sự ngợi khen và thờ phượng của quý vị. Ai được phước đưa tay lên ạ. Dạ, chúng ta vỗ tay cảm ơn ban thờ phượng của chúng ta. Rất là tuyệt vời. Lên lên quý vị. Ai chúng ta được phước qua lời của Chúa xin tay lên ạ. Dạ, chúng ta đứng lên để vỗ tay cảm ơn các diễn giả của chúng ta được không ạ. Dạ. Lên lên quý vị. Rất là tuyệt vời. Đầy năng quyền mà đầy sự sức giàu đúng không quý vị. Dạ. Tôi cũng được đụng chạm bởi lời của Chúa. Cảm ơn sư David, cảm ơn sư Ti, cảm ơn sư Quỳnh Quốc Khánh. Và đặc biệt, có hôm qua tôi được nghe lời Chúa qua một sư trẻ tuổi, một sư Sam Quỳnh. Yeah, quá tuyệt vời. Yeah. Một sư Sam Quỳnh ơi, ân cô Lâm và các ân cô ở đây nói rằng con làm tốt lắm. Bỏ lại lên. Con đã làm được rồi. Con đã làm được rồi. Tối nay, ngày mai và những ngày còn lại tiếp tục làm tốt hơn nữa. Vỗ tay để khích lệ một sự song vinh các bạn. Và một lần nữa tôi muốn để quý vị 30 giây để vỗ tay thật lớn để ngợi khen Chúa vì sự hiện diện của Chúa ở đây với chúng ta. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Yeah! Hallelujah! Cha, một lần nữa chúng con muốn dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Vì Ngài xứng đáng để chúng con tôn cao. Ngài xứng đáng để chúng con thờ phượng. Và chỉ một mình Ngài là đủ cho chúng con. Không cần điều gì nữa Chúa ơi. Vì có Ngài chúng con có thiên đàng. Có Ngài chúng con có tất cả. Nguyện Chúa luôn ở với mỗi chúng con. Không phải chỉ ngày hôm nay, nhưng mãi mãi cho đến khi chúng con gặp Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa đã làm cho chúng con từ giờ đầu và bây giờ giờ cuối. Hallelujah, tiếp tục vận hành ở trong chúng con. Tiếp tục đổ đầy trên những bình còn trống không. Để tất cả chúng con sẽ trở về nhà với một tâm thế tự tin rằng chúng con sẽ làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Không một ai trì trệ nữa, không một ai dậm chân tại một chỗ nữa, nhưng mà tất cả đều sẽ bứt phá cho vương quốc của Đức Chúa Trời, bứt phá cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Một vinh hiển thuộc về Cha. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Trước khi chúng ta ngồi xuống, hãy nói người bên phải trả lời: bạn đã trung tín cho đến cuối cùng, bạn sẽ được phước. Dạ, xin mời chúng ta làm an toàn. Thưa Hội Thánh, thưa các cả quý đệ tớ Chúa, những gì mà tôi muốn giảng thì bốn mục sư này giảng hết rồi. Chúng tôi cùng một thánh linh với nhau khi chúng tôi cầu nguyện cho đại hội này. Và Chúa để lời của Chúa ở trong mỗi anh em của chúng tôi, dù là người ở tại Hoa Kỳ, người ở Úc Châu, và người ở Việt Nam. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đều có chung với nhau với một chủ đề, đó là bứt phá. Và điều ao ước của chúng tôi đó là mong muốn mỗi người chúng ta tham dự hội đồng này khi trở về tất cả đều bứt phá.
Chúng ta tin rằng chúng ta bứt phá không quý vị? Ai tin rằng mình sẽ bứt phá đưa tay lên nào. Dạ. Tất cả chúng ta sẽ bứt phá. Mà tôi muốn hỏi quý vị còn nhớ hết 4 bài giảng vừa rồi không? Còn nhớ hết những sứ điệp mà 4 vị mục sư này đã giảng không ạ? Sao nãy nữa nó được phước vậy, sao im lặng vậy? Ok, sáng nay tôi sẽ tóm lại những gì họ đã giảng. Tôi sẽ không giảng bài giảng mới đâu. Tôi sẽ tóm lại những ý chính để quý vị về và có thể tiếp tục bước đi trong tinh thần của một người bứt phá. Cảm ơn mục sư Huỳnh Quốc Khánh rất là nhiều. Ông đã cho chúng ta định nghĩa của sự bứt phá. Ông đã cho chúng ta hiểu rõ thế nào là bứt phá. Là vượt trội hơn. Vượt trội hơn. Tôi thích cái định nghĩa mà mục sư đã chia sẻ. Là vượt trội hơn, là đi xa hơn, là lên chốn cao hơn. Không ở dưới thấp nữa. Và Chúa của chúng ta, danh của Ngài là Chúa của sự Amen. Và vì vậy chúng ta không có quyền không bứt phá. Chúng ta phải là người bứt phá. Vì danh của Ngài là Chúa của sự bứt phá. Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn đệ tử của Chúa đã cho chúng ta hiểu điều này. Không phải là ban tổ chức chúng tôi muốn, nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta bứt phá. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại lần nữa, không phải là ban tổ chức chúng tôi muốn quý vị bứt phá đâu, nhưng mà Chúa mà chúng ta đang thờ phượng, Ngài muốn chúng ta sống một đời sống bứt phá. Cho nên tôi áo rằng không ai chúng ta dự trong đại hội này trở về mà vẫn làm những con người vẫn sống một đời sống theo cách cũ. Và khi ban tổ chức đưa ra chủ đề này thì tôi được nhắc nhở về một tấm gương mà tôi nghĩ rằng tất cả quý vị là những đầy tớ của Chúa ở tại đây, ai trong chúng ta cũng đều biết. Mà một người mà có thể nói rằng ai trong chúng ta cũng muốn học theo cái gương mẫu này. Ông là một người mà chính ông cũng nói rằng sanh sao đẻ muộn. Một người nếu mà nói là tội á, là một người tội đầu trong những người có tội. Ông không có cái vinh hạnh là được gặp Chúa, được môn đồ trực tiếp bởi Chúa Giê-xu. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng biết rằng dù là sanh sao đẻ muộn, là cái thai non, là người tội đầu, nhưng mà cuộc đời của ông là cuộc đời của sự bứt phá. Tại sao tôi nói điều này? Quý vị thấy không ạ? Tại sao vậy? Bởi vì từ khi ông gặp Chúa tại thành Đa-mách, ông hoàn toàn được thay đổi. Từ khi ông bị té ngửa tại thành Đa-mách, ông nghe được tiếng phán từ trời, cuộc đời của ông hoàn toàn được thay đổi. Ông không còn sống theo cách cũ nữa, nhưng mà ông đã sống theo cách mà Chúa muốn ông sống. Và ông đã đi từ bứt phá này đến bứt phá khác. Đi đến đâu ông cũng mở hội thánh. Ông đi đến đâu cũng mở hội thánh, giảng tin lành cho người ngoại bang, chữa lành, giải cứu. Và ngay cả khi đối diện với tù đài, ông không hề nản lòng. Và điều quý trọng hơn nữa, đó là ông đã để lại một di sản rất lớn cho hội thánh của Chúa cho đến ngày hôm nay. Di sản đó là gì quý vị? 13 thơ tín đã được viết ra bởi sứ đồ. Một di sản rất lớn mà quý vị. Ông đã bứt phá chính cuộc đời của ông và để lại di sản rất lớn cho hội thánh của Chúa. Mở bao nhiêu là hội thánh, dấy lên những môn đồ Timôthê, Tích, Onesim và rất là nhiều người trong chức vụ của ông. Và ông đã để lại 13 thơ tín cho hội thánh của Chúa. Có lẽ quý vị sẽ hỏi tại sao vậy? Vì sao mà sứ đồ Phao-lô có thể làm được điều đó? Mà một người đi sau người ta, gặp Chúa sau người ta, không được có cơ hội được giống như là 12 sứ đồ khác, nhưng mà tại sao sứ đồ Phao-lô lại trở thành một người bứt phá như vậy? Tôi đeo đuổi cuộc đời của người này, tôi ngưỡng mộ cuộc đời của người này, và tôi đã khám phá được một cái bí quyết rất là quan trọng, một cái điều hết sức quan trọng đã được chép ở trong những cái câu kinh thánh mà ông đã nói với hội thánh. Và tôi mong rằng những câu thánh này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được. Chúng ta cùng mở trong Philip đoạn 3 câu 12 đến câu thứ 14. Philip, con nhớ để đồng hồ ngược giùm mục sư nha, để mục sư giảng 3 tiếng đó. Quý vị có thể tôi sẽ đọc quý vị cùng nghe. Ấy không phải tôi đã đọc giải rồi, hoặc là đã trở nên hoàn hảo rồi, nhưng tôi đang theo đuổi để đọt cho được. Vì chính tôi đã được Đấng Christ đọt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đọt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đọt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.
Tôi nghĩ đây là cái câu châm ngôn và cũng là bí quyết của cuộc đời sứ đồ Phao-lô. Ông đã sống một đời sống bứt phá. Nó nằm ở chỗ nào vậy? Điều thứ nhất mà chúng ta học ở tại đây, sứ đồ Phao-lô nói gì? Tôi, thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, đó là quên lửng những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô có thể bứt phá cho cuộc đời của ông, đó là ông đã buông bỏ quá khứ và hướng tới tương lai. Sự vi nói thế tôi là buông bỏ quá khứ và hướng tới tương lai. Ông nói tôi có làm một điều. Quý vị, một điều, một điều duy nhất mà sứ đồ Phao-lô đã làm. Ông nói là bỏ việc đằng sau, vươn tới việc đằng trước. Có nghĩa là gì? Ông bỏ tất cả gì ở thuộc về quá khứ và hướng tới tương lai. Anh chị em thông minh, đây là một trong những điều kiện để chúng ta bứt phá. Nếu mà chúng ta đọc phần thượng văn của đoạn thánh này, chúng ta thấy rằng ông đang có nhiều cớ để khoe mình. Ông nói, tôi là người đã được cắt bì ngày thứ 8. Tôi thuộc dòng dõi Israel. Tôi là người Pharisee. Và có nhiều lý do để ông rất là tự hào về mình, về những cái chiến tích, về những điều mà Chúa đã cho cuộc đời của ông. Nhưng mà ông nói gì? Tôi xem mọi điều đó như là sự lỗ. Nhưng mà sự nhận biết Đấng Christ Jesus là điều quý trọng hơn hết. Quý vị, không ai trong chúng ta có thể sống bứt phá, sống thành công nếu chúng ta cứ sống mãi trong quá khứ. Nếu quý vị đồng ý xin hãy amen với tôi. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì có rất là nhiều người muốn bứt phá, muốn đi lên phía trước, nhưng mà vẫn lao ngó lại phía sau. Phía sau đó là gì vậy? Phía sau của sứ đồ Phao-lô đó là sự thành công, những điều đáng tự hào cho cuộc đời của ông. Nhưng mà ông nói gì? Tôi không xem điều đó như là điều quý trọng. Tôi xem điều đó như rơm rác. Quý vị, nếu có ai đó trong quý vị ngày hôm nay là người có mặt ở tại đây, chúng ta có những thành công nhất định trong cuộc đời mình, chúng ta có những chiến thắng nhất định trong cuộc đời của mình, tôi chúc mừng quý vị. Bởi vì không phải ai cũng có chạm đến cái chữ thành công, không phải ai cũng dễ chạm đến sự chiến thắng. Mà nếu quý vị đã được điều đó, tôi chúc mừng quý vị. Nhưng có một điều mà tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị rằng, thành công của ngày hôm nay cũng sẽ là thất bại của ngày mai nếu chúng ta không tiếp tục tiến lên phía trước. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta cứ ăn mài quá khứ đó, chúng ta ăn mài với dĩ vãng đó, chúng ta sống với hào quang của quá khứ đó, thì quý vị ơi, tương lai của chúng ta là người thất bại. Tôi đã gặp rất là nhiều người đã nói với tôi rằng tôi đã từng làm cái này, tôi đã từng làm cái kia, tôi đã từng làm cái nọ. Nhưng bây giờ tôi hỏi rằng, bây giờ thì anh đang làm gì? Chúa của chúng ta là Chúa của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái thành công, chúng ta cảm ơn Chúa vì những chiến thắng mà Chúa cho. Nhưng mà tôi mong rằng không một ai trong chúng ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách, và hầu thánh của Chúa đã vượt qua. Và ngày hôm nay chúng ta đã được tự do. Chúng ta được tự do. Bằng chứng chúng ta có mặt ở tại đây. Amen không quý vị? Trước đây bao nhiêu năm chúng ta mơ ước được có những buổi thờ phượng như thế này. Trước đây bao nhiêu năm chúng ta mong rằng chúng ta sẽ có được thờ phượng cách tự do như thế này. Chúng ta phải chạy từ nhà này qua nhà khác. Chúng ta biết nhóm chủ nhật này mà không biết ngày mai chủ nhật nhóm ở đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã được tự do. Nhưng mà rất tiếc có nhiều hồ thắng ngày hôm nay khi chúng ta được tự do thì lại ngủ quên trên chiến thắng. Cảm ơn Chúa chúng ta có giấy phép. Có nhiều hội thánh địa phương ngày hôm nay đã có giấy phép để thờ phượng Chúa. Nhưng mà quý vị, chúng ta còn đang tiếp tục tiến về phía trước hay không? Cho nên tôi được nhắc nhở để nói với tất cả quý đầy tớ Chúa, nhưng mục sư, người lãnh đạo có mặt buổi sáng hôm nay, quý vị ơi, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Hãy tiến về phía trước. Tôi rất là ngạc nhiên những hội thánh khi bị bắt bớ thì rất là mạnh mẽ. Những hội thánh bị bắt bớ thì rất là đông. Nhưng mà những hội thánh có được giấy phép ngày hôm nay thì chỉ còn ở phía ngoài mà không còn ở trong nữa. Tôi ngồi và tôi suy nghĩ không hiểu tại sao vậy.
đã chiến đấu ngàn ấy năm để chúng ta có được giấy phép, để chúng ta được tự do. Và khi chúng ta tự do thì hội thánh không còn nữa. Tôi xin lỗi phải nói đây là điều mà nó đang xảy ra ở giữa vòng hội thánh Việt Nam. Mong rằng cơ hội này để chúng ta nhìn lại và chúng ta cần phải chỉnh sửa lại. Giống như đệ tử của Chúa vừa giảng, ăn năn xem lại nếu chúng ta đang ngủ quên trình chiến thắng. Nếu chúng ta đang nói oa tự do rồi mà không có gì nữa, thì quý vị, sự tự do đó coi chừng là cái bẫy để hội thánh của Chúa ngủ quên. Benjamin Franklin đã nói rằng quá khứ như bóng ma, hiện tại là món quà và tương lai như là một giấc mơ. Nó luôn đeo đuổi ám ảnh chúng ta. Nhưng là một người thành công, một người lãnh đạo thành công, chúng ta phải nhớ chuyện này. Đừng để nó ám ảnh chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa vì những quá khứ. Cảm ơn Chúa vì những khó khăn. Cảm ơn Chúa vì những thử thách. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Nhưng quý vị ơi, đã đến lúc chúng ta tiến về phía trước. Đã đến lúc chúng ta nhắm tới mục tiêu 90 triệu đồng bào để chinh phục họ cho Chúa. Amen. Để đến lúc chúng ta còn phải nhờ nghĩ rằng chúng ta phải làm sao để hội thánh của Chúa được lớn mạnh ở trên đất nước Việt Nam này. Và bên cạnh đó tôi cũng muốn nói ông bà chị em rằng chúng ta cũng cần quên những cái thất bại. Có ai trong phòng quý vị ở tại đây không có bao giờ bị thất bại, xin đưa ta lên ạ. Dạ. Có một hai người không bao giờ thất bại. Rất là can đảm. Tôi muốn nói quý vị rằng thất bại đó là chuyện bình thường. Quý vị amen tôi không ạ? Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì có nhiều người rất là sợ thất bại, kinh khủng vì mình đã thất bại, xấu hổ vì mình thất bại. Điều đó đúng thôi, đó là cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà thất bại không có nghĩa là chúng ta là kẻ thất bại. Thất bại không có nghĩa chúng ta là kẻ thất bại. Sai lầm không có nghĩa là chấm hết. Quý vị amen không ạ? Khi tôi hiểu được cái định nghĩa của sự thất bại, tôi hiểu được cái vai trò của thất bại, tôi bắt đầu không còn sợ thất bại nữa quý vị. Thì tôi hiểu được điều đó. Thất bại giúp cho chúng ta sẽ thành công hơn. Thất bại sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Thất bại sẽ giúp cho chúng ta khôn hơn nữa. Amen. Và chúng ta không bị định nghĩa bởi chúng ta thất bại. Chúng ta được định nghĩa bởi ân điển của Chúa. Amen. Chúng ta thất bại không nghĩa là Chúa ruồng bỏ chúng ta. Quý vị, David đã từng phạm sai lầm, nhưng Chúa vẫn cho cơ hội để phục hồi. Phi-rơ đã từng phạm sai lầm, nhưng Chúa vẫn cho cơ hội để phục hồi. Phao-lô đã từng phạm sai lầm, nhưng Chúa vẫn cho họ được phục hồi. Thì quý vị, chúng ta phạm sai lầm, Chúa vẫn cho cơ hội để phục hồi. Amen. Cho nên tôi ước mong rằng quý vị đừng để thất bại là bóng ma đè cuộc đời chúng ta và làm cho chúng ta không bứt phá được, chúng ta không tiến tới được. Tôi mong rằng nếu ai trong chúng ta đang bị dằn vặt, bị mặc cảm bởi vì thất bại cuộc đời của mình, tôi biết trong phòng nhóm buổi sáng nay có những người đang muốn bỏ cuộc. Tôi muốn nói với người đó rằng quý vị, những nhà vô địch không phải là người không thất bại, những nhà vô địch là những người không bỏ cuộc. Không ai thành công mà không thất bại hết cậu quý vị. Đừng để thất bại là cái sự cản trở để chúng ta không tiến về phía trước. Tôi nhớ lời của một chủ tịch tập đoàn của một hãng nổi tiếng mà người Việt Nam chúng ta hay sử dụng, đó là hãng Honda. Ông đã nói thế này: những gì người ta nhìn thấy từ thành công của tôi chỉ là 1%, nhưng những gì họ không nhìn thấy ở trong cuộc đời của tôi chiếm đến 99%, đó là những thất bại. 99% thất bại đó quý vị. Ông chỉ có 1% để thành công. Mà tên tuổi của ông, công ty của ông và sản phẩm của ông đi khắp cả thế giới. Tôi mong rằng điều này sẽ khích lệ tất cả quý vị, để chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không được định nghĩa bởi thất bại, mà chúng ta được định nghĩa bởi ân điển của Chúa. Và ân điển của Chúa luôn dư dật trong đời sống của chúng ta. Sai lầm không có nghĩa là chấm hết. Mà một điều nữa mà tôi muốn nhắc quý vị rằng quá khứ không có quyết định tương lai của quý vị đâu. Quá khứ không quyết định tương lai của chúng ta.
Bạn không thay đổi được quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai của chính mình. Đừng cố gắng thay đổi quá khứ của bạn. Quá khứ ngày hôm qua đã qua rồi. Năm 2023 đã qua rồi. Những thất bại đã qua rồi. Và hôm nay, ngày mới, ngày của sự bứt phá. Tương lai của bạn sẽ được thay đổi nếu bạn tiếp tục đứng lên. Người công chính dầu té 7 lần cũng phải trỗi dậy nữa. Chúa vẫn dành cơ hội cho những ai đang cảm thấy rằng mình không làm được. Buổi sáng nay tôi mong rằng lời này sẽ là một sự thách thức cho quý vị, để quý vị có thể đứng lên ngay cái chỗ mình đã ngã. Nếu có ngã, hãy ngã về phía trước. Amen. Nếu có ngã, hãy ngã về phía trước. Chúa vẫn cho David cơ hội, Chúa vẫn cho Phi-rơ cơ hội, Chúa vẫn cho Phao-lô cơ hội, thì Chúa cũng cho tất cả chúng ta cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Amen. Hãy cùng tôi vỗ tay ân điển của Chúa quý vị. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa về ân điển của Ngài dành cho chúng ta. Cho nên tôi muốn quý vị hãy vỗ vai người bên phải rằng bạn không thay đổi được quá khứ đâu. Đừng cố thay đổi quá khứ. Tương lai của chúng ta phía trước. Amen. Các bạn trẻ ơi, tương lai của các bạn ở phía trước. Vì vậy hãy tiến tới. Cho nên điều đầu tiên mà tôi học được nơi sứ đồ Phao-lô đó là ông buông bỏ quá khứ. Ông buông bỏ quá khứ và hướng tới tương lai. Tất cả anh chị em ơi, tất cả bạn đồng lao của tôi ơi, hãy buông bỏ quá khứ của mình đi. Hãy hướng tới tương lai của chúng ta. Bởi vì Chúa đang sắp sẵn và chờ đợi chúng ta những điều tốt lành trong ngày sắp tới. Amen. Amen. Còn nhiều điều lắm Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi và quý vị. Đừng ngồi đó than thân trách phận nữa. Đừng ngồi đó mà gặm nhấm nỗi đau của mình nữa. Đừng ngồi đó để mà cứ ôn về dĩ vãng quá khứ hào hùng nữa. Hãy hướng tới tương lai. Hãy nhìn tới phía trước. Bởi vì đó mới là điều Chúa mong đợi nơi chúng ta. Điểm thứ hai mà tôi học được nơi sứ đồ Phao-lô, ông đã có thể bứt phá trong cuộc đời của ông khi ông buông bỏ tất cả ở phía sau và ông hướng về phía trước. Và ông nói gì? Tôi nhắm mục đích mà chạy. Quý vị nói thế thôi, nhắm mục đích mà chạy. Dạ, Phao-lô đã nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy. Là một lãnh đạo của một hội thánh, tôi nhìn thấy có nhiều chức vụ sau khi được giấy phép. Và tôi cảm thấy rất là đau lòng mà tôi suy nghĩ tại sao hội thánh không tăng trưởng. Nhiều chức vụ vẫn hoạt động, nhiều hội thánh vẫn đang làm việc, nhưng mà dường như không có tính hiệu quả. Vẫn chạy, vẫn làm việc, nhưng mà không kết quả. Và tôi tự hỏi, Chúa ơi, đó là chuyện gì vậy? Và tôi được Chúa nhắc nhở. Có nhiều người đã không có sống theo đúng cái mục đích mà Chúa đã kêu gọi họ. Họ đã không sống đúng cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng họ. Và nhiều hội thánh ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đã không có xây dựng hội thánh Chúa theo mục đích mà Chúa thiết lập hội thánh. Và đó là lý do đã khiến cho nhiều cuộc đời lòng vòng. Thay vì bứt phá thì chúng ta lại chạy lòng vòng. Thay vì tiến lên phía trước thì chúng ta lại ngược lại phía sau. Thay vì chúng ta được lên cao thì chúng ta cứ ở một chỗ mà không lên được. Bởi vì chúng ta không sống đúng với mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Phao-lô khi ông biết nó, ông được kêu gọi để làm gì, ông được Chúa cứu để làm gì, và Chúa đã bày tỏ mục đích của Chúa rõ ràng trên cuộc đời ông, đó là giảng tin lành cho người ngoại bang. Và chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy. Anh chị em ơi, hãy nói theo tôi, nhắm mục đích mà chạy. Một lần nữa quý vị, nhắm mục đích mà chạy. Và tôi quan sát những cuộc đời của những người thành công, những người bứt phá, bởi vì họ khám phá được mục đích của cuộc đời họ. Và họ đi suốt cái mục đích đó cho đến khi Ngài gặp Chúa. Sáng nay tôi không có đủ thì giờ để nói hết cho quý vị những người mà tôi tìm hiểu và những người mà tôi theo dõi họ. Và một trong những cái người mà tôi nghĩ là quý vị cần phải biết, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian này làm gì? Ai nhớ không ạ? Dạ, thường chúng ta câu trả lời gì? Chết trên thập tự giá. Đúng không ạ? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không quý vị? À, còn gì nữa nè? Dạ, rồi, đó là cảm ơn quý vị những câu trả lời. Chúng ta mở ra Mát đoạn 1, 38, 39. Nhưng Ngài phán với họ, chúng ta hãy đi nơi khác
vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta đến. Ngài đi khắp miền Galilee rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Ngài đi khắp miền Galilee rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Chúa Giêsu rất rất nhiều công việc. Sáng sớm Ngài đã lên núi cầu nguyện, mà các môn đồ chạy đến mà khám phá ông thầy đang ở trên chỗ đó. Họ đang vui mừng để nói chuyện với Chúa thì Chúa nói gì? Bây giờ phải đi. Và Chúa nói gì? Đây là lý do mà ta đã đến. Hay nói cách hơn là đây là mục đích mà ta được sai đến. Ở trong vòng 3 năm rưỡi này, điều mà ta cần phải làm đó là giảng tin lành, chữa bệnh và đuổi quỷ. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có từ chối bất kỳ một ai khi đến với Chúa cần nghe tin lành. Người đàn bà tại giếng nước Samari, Chúa đã giảng cho bà. 5.000 người, Chúa sẵn sàng để giảng cho họ. Chúa vào nhà của Sa-chê để giải cứu người đàn ông này và đem người này trở lại với vương quốc của Chúa. Và Ngài sẵn sàng đến nói chuyện với Ni-cô-đêm và cũng để cứu Ni-cô-đêm để trở thành môn đồ của Chúa. Mục đích của Ngài là đến thế gian để giảng tin lành, và bên cạnh đó Ngài không từ chối để chữa bệnh và đuổi quỷ nữa quý vị. Cho nên chúng ta thấy đi đâu Chúa Giêsu xuất hiện ở đâu thì có phép lạ ở tại đó. Chúa Giêsu xuất hiện ở tại đâu thì có người được chữa lành ở tại đó. Chúa Giêsu xuất hiện ở tại đâu thì có người được giải cứu ở tại nơi đó. Bởi vì đó là lý do Ngài đến. Và Chúa Giêsu cũng không quên cái trách nhiệm của Ngài, đó là chịu chết trên thập tự giá. Dầu cho môn đồ của Chúa Phi-rơ người này người kia cản, Chúa nói không, đi qua chỗ khác. Đây là lý do ta tới. Chúa Giêsu nhắm mục đích để mà sống. Và sứ đồ Phao-lô, ông cũng đã học nơi gương Chúa Giêsu. Ông cũng nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Và sứ đồ Phao-lô đã chạy đúng cái mục đích mà Chúa đã kêu gọi cuộc đời của ông. Anh chị em thân mến, một trong những khám phá lớn nhất trong cuộc đời của tôi đó là khám phá được mục đích của Chúa cho chính cuộc đời của mình. Và tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ cho ai đó trong quý vị đang chưa biết rằng mình được tạo dựng để làm gì. Thì quý vị ơi, hãy hỏi Chúa, Chúa còn được tạo dựng với mục đích gì? Và khi chúng ta khám phá được mục đích của cuộc đời mình thì chúng ta sẽ sống hết mình cho mục đích đó. Amen. Tôi không sống theo mục đích của mẹ tôi, của ba tôi, mà tôi sống theo mục đích mà Chúa tạo nên tôi. Mẹ tôi muốn tôi qua Mỹ ở, mẹ tôi thương tôi và muốn tôi ở đó với bà. Nhưng mà Chúa thì Ngài phán với tôi rằng ta muốn con ở lại Việt Nam để giảng tin lành cho Việt Nam. Và đó là sự bứt phá cho cuộc đời của tôi quý vị. Khi mà tôi quyết định làm điều đó, khi mà tôi quyết định để nói rằng Chúa, con sẽ làm theo điều mà Chúa muốn, chứ không phải làm theo điều mà ba mẹ con muốn. Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo và tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ là nhà giáo, bởi vì ba tôi nhà giáo, chú tôi nhà giáo, cô tôi nhà giáo, hầu như bên nội tôi ai cũng làm nhà giáo viên hết. Nhưng mà Chúa lại có một sự kêu gọi khác, mục đích khác trong cuộc đời của tôi, đó là được giảng tin lành. Anh chị em thân mến ơi, tôi muốn nói quý vị buổi sáng hôm nay, mỗi người chúng ta cần phải khám phá được mục đích và sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình. Và nếu không, chúng ta sẽ cứ sống lòng vòng. Nếu không, chúng ta cứ sống lòng vòng không biết, rồi chúng ta sẽ photocopy cuộc đời của người này là cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta có một cuộc đời, chỉ một cuộc đời. Quý vị amen không ạ? Không có kiếp luân hồi ở đây, không có kiếp nào nữa đâu, chỉ có một cuộc đời ở đây thôi. Vì vậy phải sống đúng với cuộc đời mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Amen. Hãy sống đúng với cuộc đời mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Nếu Chúa kêu gọi quý vị là một nhà kinh doanh, hãy làm tốt nhất cái chỗ mà Chúa gọi chúng ta. Nếu Chúa gọi các bạn anh chị làm là một luật sư, hãy làm tốt nhất vai trò của một luật sư. Nếu Chúa gọi chúng ta là một bác sĩ, hãy sống xứng đáng với là một bác sĩ cho Chúa của chúng ta. Một trong những người mà tôi ngưỡng mộ nữa trong cuộc đời của tôi đó là tiến sĩ, cố mục sư tiến sĩ Billy Graham. Lý do mà tôi ngưỡng mộ ông bởi vì có hai lần khi tôi đọc về tiểu sử ông, tôi rất là ngưỡng mộ. Ông là một trong những nhà truyền giảng nổi tiếng khắp thế giới. Qua chức vụ của ông thì hàng trăm triệu người biết về Chúa. Và cho đến ngày hôm nay ông qua đời rồi, nhưng mà ảnh hưởng đó, di sản đó vẫn còn.
Có hai lần ông đã từ chối người ta mời ông vào cái chỗ mà ông không được kêu gọi. Khi mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ họ đang khủng hoảng về lãnh đạo, và hai đảng này đã đến và mời ông vào trong vị trí ứng cử để làm tổng thống của Liên Hiệp Quốc, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và ông đã trả lời thẳng thắn: cảm ơn quý vị đã tín nhiệm tôi, nhưng tôi được kêu gọi để làm thành một người giảng Tin Lành. Họ nói rằng không ai đạo đức giống nhau hết, không ai có tầm ảnh hưởng lớn nhau hết. Ông xứng đáng là tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng ông đã trả lời: cảm ơn rất là nhiều. Tôi được tạo dựng, tôi được kêu gọi để trở thành người giảng Tin Lành. Vào thập niên 1940, một lần nữa một đạo diễn nổi tiếng của người Mỹ đã đến và nói với lại cố tiến sĩ Billy Graham: chúng tôi có một vai diễn mà rất là khó để chọn, và tôi nghĩ rằng ông xứng hợp với cái vai đó. Bởi vì vị đạo diễn này đang sản xuất một bộ phim đó là 10 điều răn, và mời tổng thống, mời tiến sĩ Billy Graham vào vai của Moses với thù lao là $1,000,000. Vào một thập niên 40 nha quý vị, 1940, 1,000,000 nó giống như 1 tỷ bây giờ. Và tiến sĩ Billy Graham ông đã trả lời: cảm ơn quý vị đã chọn tôi, nhưng mà tôi không được chọn để làm diễn viên, tôi được gọi để làm người giảng Tin Lành. Ông đã sống hết mình với mục đích của Chúa tạo dựng. Ông đã sống đúng với mục đích của Chúa tạo dựng. Và cuộc đời ông là cuộc đời của sự bứt phá. Quý đồng ý tôi không ạ? Và ông những ông thôi mà ông đã đem lại sự bứt phá cho bao nhiêu cuộc đời trên thế giới này. Bởi vì ông đã sống hết mình, cháy hết mình với mục đích mà Chúa tạo dựng ông. Anh chị em thân mến ơi, một lần nữa đây là điều mà tôi được thúc giục để nói. Rất nhiều cuộc đời, rất nhiều con người đã sống lòng vòng nhiều năm qua rồi. Hôm nay đây là thời điểm chúng ta chấm dứt những ngày lòng vòng. Chúng ta phải sống đúng với mục đích Chúa cho chúng ta. Hãy chạy đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Hãy trở nên người mà Chúa muốn chúng ta trở nên. Amen. Đừng bắt chước một ai cả, đừng là bản sao của ai cả, hãy là chính mình do Chúa tạo nên chúng ta. Và tôi tin khi chúng ta biết rõ mục đích đó, chúng ta sống với đúng mục đích đó, chúng ta sẽ là một đời sống bứt phá cho Chúa. Amen. Và điểm thứ ba mà tôi muốn gửi cho quý vị trong buổi sáng hôm nay cũng là sự nhắc nhở lại của các bài giảng của đầy tớ của Chúa. Quý vị cứ nghĩ, nếu tôi dùng cái bục giảng này ở một cái công việc khác, quý vị nghĩ sao? Bục giảng này tạo nên làm gì ạ? Là chỉ đứng chỗ này để tôi giảng luôn ạ. Cái mic này thì sao? Dùng để tôi nói thôi luôn ạ. Nếu mà cái mic này mà tôi dùng đập đá được không quý vị? Dạ được không ạ? Được. Nhưng mà không phải mục đích được tạo nên. Cái mic này có thể giảng cho hàng trăm ngàn người nghe, mà nếu đập đá thì có cục đá rớt, nó không đúng chức năng của nó luôn quý vị. Và cái bục giảng này cũng vậy, nó được thiết lập, nó được thiết kế là để ở đây cho tôi và các mục sư để giảng thôi. Nó không phải là tủ đựng đồ, mà nó là nơi để chúng tôi rao giảng Tin Lành. Vì vậy Chúa muốn nhắc một lần nữa quý vị, tôi được nhắc nhở lần nữa rằng quý vị ơi, hãy cầu nguyện và hỏi Chúa: Chúa ơi, mục đích mà Chúa tạo dựng nên con là gì? Và hãy sống đúng với mục đích đó. Đừng uổng phí cuộc đời của mình, để rồi sau cái đại hội này chúng ta không bứt phá được, bởi vì chúng ta không biết rõ mục đích mình được tạo dựng làm gì. Tôi nghe và rất là buồn cười, có nhiều người được kêu gọi làm giáo sư nhưng mà lại thích làm kinh doanh. Và tôi theo dõi người đó cứ lầy quầy, không có khả năng để kinh doanh mà cứ muốn làm nhạc kinh doanh. Tôi không có thời giờ để nói thêm, nhưng mà tôi muốn nhắc một lần nữa quý vị, nếu chúng ta muốn bứt phá, hãy sống đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng mình. Và điểm thứ ba đó là hãy vận hành đúng ân tứ Chúa ban. Nói theo tôi ạ, vận hành đúng ân tứ Chúa ban. Kinh Thánh nói gì ạ? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, Samari cho đến cùng trái đất. Mục sư Vương Quốc Khánh đã nói rất là nhiều trong cái chủ đề này rồi. Tôi chỉ muốn nhắc lại quý vị rằng đây là một trong những điểm then chốt khiến cho Phao-lô bứt phá cho chức vụ của mình. Vì sao vậy? Khi mà Chúa trao cho ông cái mục đích sống không phải là đi bắt bớ hội thánh nữa, không phải là một thầy thông giáo nữa, mà là người đi mở hội thánh, thì bên cạnh đó Chúa đã ban ân tứ cho ông.
Thánh Linh Chúa ban xuống cho chúng ta là để giúp chúng ta sống một đời sống phi thường. Quý vị amen không ạ? Chúa không có tìm những siêu nhân, Chúa tìm những con người tầm thường để Ngài ban Thánh Linh để chúng ta sống một đời sống phi thường cho Chúa. Đức Thánh Linh được ban xuống là để giúp chúng ta sống một đời sống phi thường. Amen. Bên cạnh đó, với những cái ân tứ mà Chúa ban cho, chúng ta đã được nghe đầy tớ của Chúa nói rồi. Và tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa, quý vị, ân tứ, tôi thích khi nói về ân tứ, bởi vì chúng ta là hội đồng của ân tứ. Và tôi xin nhắc lại, cảm ơn Mục sư đã nhắc cho chúng ta, chúng ta không xây dựng hội thánh trên ân tứ, chúng ta xây dựng hội thánh trên lời Đức Chúa Trời. Amen không quý vị? Cảm ơn Chúa vì chúng ta có ân tứ, nhưng mà hội thánh được xây dựng ở trên lời Đức Chúa Trời. Đó là lời bền vững để giữ hội thánh cân đối và không quá khích. Nhưng mà có nhiều hội thánh ngày hôm nay đã không biết ân tứ của Chúa cho. Thay vì Chúa cho rồi, chúng ta cứ ngồi đó mà xin, cứ xin. Thì Chúa đổ Thánh Linh của Chúa xuống, Ngài ban kèm theo ân tứ của Chúa cho chúng ta. Và trong tiếng Hy Lạp thì chúng ta biết rồi, nó tất nghĩa là charisma. Và nói cách khác hơn, đó là một cái khả năng đặc biệt để giúp cho chúng ta sống một đời sống vượt trội trong bước đường tin kính. Tôi thì vẫn thích cái từ của tiếng Anh hơn. Chữ ân tứ có nghĩa là gift, là món quà. Quý vị, ân tứ là món quà. Thì tớ Chúa đã nói rằng món quà. Hãy nói theo tôi, món quà. Ai thích quà đưa tay lên ạ. Quý vị, Chúa ban cho chúng ta những món quà thuộc linh, đó là ân tứ của Chúa. Amen. Và những món quà đó vẫn còn đến ngày. Amen. Không có mất. Kinh Thánh không có nói là hết tiên tri rồi, đúng không quý vị? Kinh Thánh không có nói là hết làm phép lạ rồi, Kinh Thánh không có nói hết chữa lành rồi. Đây là món quà Chúa cho hội thánh. Và tôi khi khám phá lược lẽ thằng này, tôi hiểu được và tôi trân trọng những món quà Chúa cho. Khi nói với ân tứ thì tôi vẫn thích câu chuyện này. Các loài thú có một cái cuộc thi đua bay, chạy bộ và lặn. Thì có những con thú nó đi đến để nó thi. Thì có đại bàng, có rái cá và có con thỏ. Ba con này đăng ký để thi. Và khi thi bay, đại bàng được mấy điểm quý vị? Dạ, điểm 10, bởi vì anh là bay cao nhất. Khi chạy bộ, đại bàng mấy điểm? Cho điểm giùm tôi ạ. Dạ, ủa sao vậy? Nó được tạo dựng để làm gì? Bay, giống có chạy. Cho nó chạy nha, chạy lạch với hai cái cánh, chạy không được. Khi thi lặn, đại bàng được mấy điểm? 2 điểm luôn. Nó lặn xuống tí xíu, bốc con cá lên thôi, chứ không lặn sâu được. Và thế là giám khảo cho nói, em đại bàng, bay 10 điểm, chạy 1 điểm, lặn 3 điểm. Rồi tới em thỏ thi chạy mấy điểm? Ủa sao vậy quý vị? Chạy cực kỳ nhanh đâu ạ. Mà khi thi bay, quý vị cho mấy điểm? Mấy? Ồ, giám khảo này khó quá ha. Vì nó không được tạo dựng có cánh, cho nên nó không bay được. Nó chỉ chạy thôi, cho nên nó không điểm. Thi lặn nó mấy điểm? Dạ, cũng không luôn. Chắc không ạ? Dạ. Và điểm 10 của con thỏ là? Chạy. Đến con rái cá, bay mấy điểm? Không điểm. Chạy mấy điểm? Ục ạch. Không chạy được. Nhưng mà khi lặn thì mấy điểm? Tôi thích câu chuyện này quý vị. Và cuối cùng ban giám khảo đã ra cái kết quả. Bay, đại bàng 10 điểm. Lặn, rái cá 10 điểm. Và chạy, con thỏ 10 điểm. Quý vị, mỗi một con vật được tạo dựng với một cái điểm 10 của nó. Và tôi tin rằng mỗi người chúng ta có một điểm 10 ở đâu đó. Đúng không quý vị? Mỗi người chúng ta có một điểm 10 ở đâu đó. Hãy nói người bên phải, bạn có điểm 10 đó. Không có điểm 1 đâu. Bạn có điểm 10 ở đâu đó. Quý vị, đã đến lúc chúng ta khám phá mục đích của mình rồi đó. Đã đến lúc chúng ta khám phá ân tứ của mình rồi đó. Nhiều người không bứt phá được bởi vì không nói của mình không có điểm 10. Không, mỗi người chúng ta có một điểm 10 ở đâu đó. Mỗi người ít nhất có một ân tứ mà Chúa ban cho. Quý vị amen không ạ?
Nhiều năm trước vợ tôi hỏi: anh ơi, ân tứ em là gì vậy? Sao em không biết? Tôi mới nhìn vợ tôi lần: à, ân tứ em hả? Ân tứ giặt đồ. Tôi nói vui vợ tôi, bởi vì vợ tôi thích giặt đồ lắm quý vị. Trên quần áo tôi mặc lúc nào cũng trắng bóng á. Vợ tôi không có chấp nhận cái dơ, không có chấp nhận cái đen. Mặc dù tôi đen nhưng mà vợ tôi vẫn muốn tôi mặc cho trắng. À, tôi nhìn vợ tôi, tại vì ngay cả khi nhà tôi có máy giặt rồi, vợ tôi cũng thích giặt tay. Tôi nói: em ơi, không phải ân tứ giặt đồ đâu, em ân thứ cầu nguyện á. Và vợ tôi say sưa trong sự cầu nguyện, thích thú trong sự cầu nguyện. Và cho cô ở trong đó 3 tiếng, 5 tiếng ở trong phòng cầu nguyện, cô vẫn cầu nguyện. Mặc kệ, chồng không có gì ăn cũng không sao hết. Quý vị vỗ tay thì chiều nay tôi không có đồ ăn thiệt á. Dạ, tôi rất là vui vì mỗi người chúng ta khám phá được ân tứ của mình. Và tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho quý vị. Nếu ai chưa khám phá điều này, đó là một sự thiệt thòi cho quý vị đó. Tôi nhắc lại, mỗi người chúng ta có ít nhất một ân tứ Chúa ban. Amen quý vị, ai tin điều này giơ tay lên nào. Mỗi người trong chúng ta có ít nhất một ân tứ. Không phải vì biết cái gì dự hại đại hội ân tứ mà tôi nói đâu. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa cho mỗi người ít nhất một tá lân. Amen, một tá lân để làm vốn cho cuộc đời của mình đó. Nên quý vị ơi, cần phải khám phá ra ân tứ đó. Và chúng ta sống hết mình với ân tứ đó, phục vụ với ân tứ đó, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Và một điều nữa mà tôi muốn nhắc quý vị là tất cả mọi ân tứ Chúa cho, mọi món quà Chúa cho đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Không có ân tứ nào là lớn nhỏ cả quý vị. Tất cả đều có giá trị. Ngay cả ân tứ phục vụ vẫn có giá trị của nó. Không phải những người đứng ở trên tòa giảng này mới có giá trị. Không phải những người đứng hát ở tại tòa giảng này mới là ân tứ có giá trị. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Nếu không có người phục vụ trong chương trình của đại hội 2000 này thì liệu chúng ta có những bữa ăn cơm ngon không? Nếu không có những IT, nếu không có những bạn live stream, nếu không bằng những người hầu vị Chúa thầm lặng ở tại đây thì liệu chúng ta có chương trình đại hội thành công không quý vị? Có nhiều nó ồ, lỗ mũi nó mà ân tứ lỗ mũi đẹp hơn. Cái miệng, nhiều người chúng ta để cái mặt thôi, ta chú ý cái mặt thôi, nhưng mà ta quên rằng cái những cái bộ phận bên trong nó cũng có giá trị nữa. Gan có giá trị không quý vị? Thận có giá trị không? Không, cái miệng nó không. Mặt đẹp mới có giá trị, mới làm hoa hậu, mới kiếm tiền được. Nếu thận hư, nếu gan hư, liệu có làm hoa hậu được không? Dạ, cho nên chúng ta đừng có để ý ở những ân tứ đứng ở trên tòa giảng này mới có giá trị. Có những ân tứ thầm lặng nhưng vẫn có giá trị. Amen. Có những người làm việc mà không ai biết tới hết. Những con người cầu thai ở trong cái đại hội này không ai biết tới hết quý vị. Nhưng mà họ là những người đã đem đến phước hạnh cho hội đồng của chúng ta. Amen. Cho nên đừng xem một ân tứ nào là nhỏ hết các quý vị. Ngay cả một sư Steve vừa nói, ngay cả ân tứ nói tiếng mới, đó là món quà cực kỳ quan trọng Chúa cho chúng ta. Amen quý vị. Nhờ ân tứ đó mà cuộc đời tôi bứt phá đâu quý vị. Tôi đã đi từ mặt khải này đến mặt khải khác khi mà tôi cầu nguyện trong tiếng mới. Cho nên tôi khuyến khích tất cả mọi người, tôi muốn nói giống như một sư Quỳnh Khánh là ước ao rằng hàng triệu người Việt Nam sẽ được bắp tem trong. Tôi đã được bứt phá khi tôi nhận được bắp tem Thánh Linh. Cuộc đời của tôi không như cũ nữa. Tôi đã đi từ bứt phá này đến bứt phá khi mà tôi cầu nguyện trong tiếng mới. Và từ ân tứ tiếng mới đó, những ân tứ khác lại tiếp tục Ngài ban cho tôi. Tôi bắt đầu nghe được tiếng Chúa. Tôi bắt đầu thấy những điều mà Chúa muốn cho tôi thấy. Và tôi đã thấy bắt đầu là mình dạn dĩ hơn, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Bởi vì tôi vốn trước đây không có tự tin. Nếu quý vị biết tôi mà lúc tôi còn thơ ấu thì quý vị sẽ không nghĩ rằng Mục sư Lâm có thể đứng ở tại đây để giảng đâu. Tôi là người rất là nhút nhát. Nhưng mà từ khi tôi được bắt tem trong Thánh Linh thì thần linh của Chúa ở trong tôi và giúp cho tôi dạn dĩ, mạnh mẽ để phục vụ Chúa. Cho nên tôi yêu mến ân tứ của Chúa. Tôi yêu mến món quà của Chúa ban cho tôi. Và tôi mong rằng đại hội chúng ta cũng yêu mến những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.
Chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều bởi vì những ân tứ mà Chúa cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và tôi mong rằng các hội thánh chúng ta đừng bỏ quên một ân tứ nào cả. Tất cả hãy sử dụng nó một cách triệt để. Chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ân tứ tiên tri qua đầy tớ của Chúa xác nhận cho tôi. Và ân tứ chữa lành mà Chúa ban cho một sinh quỳnh quốc khánh. Dạ, tôi chưa bao giờ thấy ông giảng mà đầy lửa giống như kỳ hội đại hội này quý vị. Dạ, rất là đầy lửa của Chúa. Hãy vận hành ân tứ của Chúa với lòng đam mê. Bạn sẽ không mệt mỏi đâu, nhưng mà bạn sẽ hưởng cái hiệu quả tối đa. Và cũng đừng ganh tị ân tứ của người khác quý vị. Chúa biết ai là người Chúa cho, và người đó có thể trung tín. Và phần của chúng ta hãy trung tín với ơn của Chúa cho. Amen quý vị. Tôi yêu mến chức vụ của đại tớ Chúa Mục sư Nguyễn Quốc Khánh. Tôi yêu mến chức vụ của Mục sư David, bởi vì họ những người có được ơn, và mỗi người có một ân tứ khác nhau. Và những ân tứ đó, khi chúng ta cùng làm việc với nhau, chúng ta sẽ làm vinh hiển danh của Chúa. Cho nên hãy nói với bên phải quý vị, đừng ganh tị ân tứ của người khác, mà hãy làm tốt nhất ân tứ của Chúa cho. Nói một cách nghiêm túc đi, hỡi những người chưa ganh tị. Tôi thấy hội thánh của chúng ta không lớn được, không trưởng thành được, bởi vì chúng ta ganh tị. Chúng ta cứ đứng mà chúng ta cứ ước gì tôi giống như mục sư Khánh, ước gì tôi giống như mục sư Trần Hồng Nhật, đẹp trai được ơn của Chúa. Hãy là chính mình. Amen. Với ơn của Chúa cho và hoạt động nó tối đa, bạn đã bứt phá rồi. Nên tôi mong rằng trong khi hội đồng này, khi chúng ta trở về, hãy nhớ những gì Chúa cho trong tay, hãy làm nó tốt nhất. Chúa sẽ nâng bạn lên ở một mức độ cao hơn khi mà bạn sử dụng ân tứ của Chúa cho. Chúng ta nhớ David bắt đầu là ai à? Một cậu bé chăn chiên đúng không ạ? Không ai biết tới người này, thanh niên này cả. Một cậu thiếu niên này, không ai biết tới hết. Bắt đầu ân tứ của David là gì quý vị? Quý vị biết không ạ? Và mỗi ngày mà David đi đem chiên ra là ông lúc nào cũng cầm mấy cục đá đi theo. Vì chăn chiên, David làm gì à? Lúc nào cũng sẵn sàng. Gấu tới hả? Vô mày. Bùm. Sư tử tới hả? Vô. Bùm. Sư tử chết, gấu chết. Ngày nào anh cũng làm cái này hết. Đây là một cái mà tài năng mà Chúa cho David. Và chính cái thuần thuộc này, cho đến cái ngày, đến cái ngày của định mệnh, cái ngày mà gã khổng lồ Goliath xuất hiện, thì chính cái chằn ném đá này, phải không ạ, đã khiến cho David trở nên một người anh hùng của dân tộc. Có ai trong quý vị tự tiến cử mình với mục sư là mục sư để em làm không? Chúng ta thấy người có biết ân tứ của mình rất là tự tin. David hỏi giết thằng khổng lồ đó làm sao? Mấy anh ơi, ê mày kiêu ngạo, mày đi ra chỗ khác đi, mày làm được cái gì? David chạy đến xin vua Saul, vua cho con ra đánh thằng đó đi. Vua nhìn, ê con bao nhiêu tuổi, mày có ở trong danh sách của đội chiến binh của Saul không? Không luôn. Con đi về đi con, hỉ mũi chưa sạch nữa, đi về. David nói gì ạ? Bệ hạ, cho con đánh nó đi, bởi vì khi con chăn chiên á, sư tử tới, gấu tới, còn giết nó. Bây giờ cái thằng không chịu cắt bì đó, con cũng sẽ giết nó. Bệ hạ, cho con ra đi bệ hạ. Quý vị thấy không? Cái người có ân tứ rất là tự tin đúng không ạ? Rất là tự tin. Bạn làm cái gì bạn tự tin, đó là ơn của bạn đó. Ông thuyết phục Saul xong rồi, Saul được, con đi đi. Nhưng mà nhớ mặc đồ của ta theo. David mặc áo giáp, đội mũ, cầm khiên, ông đi. Nó bệ hạ, không được, không được, không được. Làm ơn, tháo ra. David không cần lấy ân tứ của người khác. Không cần mặc vũ khí của người khác. Amen không quý vị? Bệ hạ, con xin lỗi bệ hạ. Đồ bệ hạ rất là đẹp, rất là mắc tiền. Nhưng mà nó không hợp với con. Cái điều mà con cần là chỉ có 5 cục đá thôi. Bệ hạ. Và đến khi Goliath xuất hiện đối diện với David, anh cũng rất là ngạc nhiên, thằng nhỏ này không có áo giáp, không có gì hết. Nhưng mà cuối cùng ai chết quý vị? Dạ. Yeah. Thấy thằng nhỏ lụm 5 cục đá, nói, ê bộ ta là chó sao mày?
Nhưng mà đây là vũ khí sở trường của David. Amen. Đây là ân tứ mà ông có. Đây là vũ khí mà ông sử dụng nó thành thục, nhuần nhuyễn. Và khi ông rầm đám cục đá xong, ông bắt đầu quay, đầu của Goliath cũng quay theo. Không biết nó làm cái gì nữa, tại vì ông chưa bao giờ thấy ai ra trận mà cầm cái này quay. Ở đến khi cục đá lọc chỗ này thì ông mới biết là mình chết. Nên quý vị thấy không ạ? Một ân tứ thôi sẽ nâng cuộc đời của bạn lên. Bạn sử dụng nó, bạn làm tốt ở vai trò đó, Chúa sẽ nâng bạn lên. Từ một cậu bé chăn chiên, David trở thành anh hùng của người dân tộc. Ân tứ thứ hai của ông là gì vậy? Bên cạnh cái ném đá, ông có ân tướng gãy đàn nữa. Đúng không quý vị? Ơn càng thêm ơn. Ngày nào dắt chiên ra, ông cũng đàn cho chiên nghe hết. Mà không ai amen hết á. Nó cứ be be không à. Ông đàn rất là hay, Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi, nhưng mà chiên nó cứ be be hờ. Nhưng ông thờ phượng là Chúa nghe, chứ không phải là con người nghe. Amen. Thờ phượng là Chúa nghe. Cho nên tôi hát dở tôi vẫn thờ phượng quý vị. Và cảm ơn Chúa, đến một ngày ông trung tín, ông sáng tác ra những bài hát để mà thờ phượng Chúa. Cho đến một ngày, người ta nói là hãy tìm cái người đánh đàn giỏi nhất đưa vào trong cung vua. Ai được tìm vậy quý vị? Thấy không à? Đúng không quý vị? Cho nên những người mà sử dụng ân tứ Chúa cách thành thục không bao giờ bị thất nghiệp. Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Cho nên đừng có so sánh mình với người khác. Đừng có đứng mà mong rằng con sẽ giống như người này. Bạn hãy là chính bạn. Ân tứ nào Chúa cho, hãy sử dụng một cách thành thục nhất. Nếu bạn được ân tiên tri, hãy cứ mạnh dạn nói tiên tri. Mà nếu nói mà không ai được gây dựng, đừng nói nữa. Dạ, cho nên một lần nữa tôi ao ước rằng quý vị sẽ nhận biết được mục đích Chúa cho và ân tứ Chúa cho, và hãy sống hết mình với nó. Bạn sẽ là người quyết định bứt phá hay không bứt phá. Amen. Amen. Dạ, tôi chỉ còn vài phút nữa thôi. Và điểm cuối cùng, mà điểm này là điểm mà chúng tôi đang làm và chúng tôi thấy bứt phá. Ngày đầu khi anh em chúng tôi ngồi lại với nhau cách đây 7 năm phải một sinh nhật. Dạ. Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức đại hội ở tại Pensacola, khoảng hơn 100 người hơn xin. Dạ. Dạ, khoảng 200 người. Và chúng tôi ngồi lại với nhau và chúng tôi mong muốn rằng sẽ đem đến một tinh thần mạnh mẽ ở trong những người thờ phượng Chúa và trong tinh thần bước đi trong ân tứ của Chúa. Và cảm ơn Chúa, mục sư Tấn đã mời chúng tôi về và chúng tôi cùng làm việc chung với nhau. Người thì Baptist, người thì Church of God, người thì Assembly of God. Yeah. Chúng tôi bắt đầu ngồi lại với nhau. Và cảm ơn Chúa, đại hội lần thứ nhất, đại hội lần thứ hai, đại hội lần thứ ba, đại hội thứ tư và Covid tới, chúng tôi nghỉ đại hội. Sau Covid, chúng tôi lại tiếp tục làm nữa. Và đây là lần thứ sáu, từ 200 người, ngày hôm nay chúng ta có 2.000 người. Bứt phá! Bứt phá! Quý vị, tôi học được điều này trong chức vụ của mình. Một là con số quá nhỏ để làm nên điều vĩ đại. Cho nên, nếu chúng ta muốn bứt phá, thì hãy cùng làm việc với nhau để tạo nên điều vĩ đại. Xin nói theo tôi, cùng làm việc với nhau để tạo nên điều vĩ đại. Dạ. Cảm ơn Chúa, anh em của chúng tôi đã hiểu được lẽ thật này. Và chúng tôi biết rằng không ai thành công đi đứng một mình được. Yeah. Thành công không bao giờ là màn trình diễn của một người. Ngay cả một vận động viên Olympic giỏi nhất, thì người ta cũng nói rằng những vận động viên đó cần có bác sĩ, cần có huấn luyện viên, cần có người so bóp, để sau khi anh thực hiện những cái động tác đó rồi thì sẽ có người giúp đỡ nếu bị chấn thương. Cho nên quý vị ơi, thành công không bao giờ là màn trình diễn một mình. Chương đạo động 4 câu 9 nói gì? Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm,
còn một mình thì làm sao ấm được. Hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người có thể chống cự lại một sợi dây bệnh ba tao lấy làm khó đức. Một thì chúng ta có thể đi nhanh, nhưng mà muốn đi xa chúng ta phải đi nhiều người. Tôi xin nhắc lại, muốn đi nhanh chúng ta đi một mình, nhưng mà muốn đi xa chúng ta phải đi với nhiều người. Chúng tôi hiểu được nguyên tắc này nên chúng tôi đã cùng kết hợp với nhau để có liên hữu ân tứ ngày hôm nay. Và chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi mơ ước rằng không phải chỉ dừng lại ở Church of God, không phải chỉ dừng ở Baptist, mà tôi mong rằng sau đại hội này sẽ có nhiều hệ phái sẽ cùng nắm tay với chúng tôi để làm việc chung cho vương quốc của Chúa. Amen. Amen quý vị. Đã đến lúc rồi. Sứ điệp của mục sư Sam Quỳnh hôm qua cũng đã nhắc nhở chúng ta điều này. Không ai có thể thành công một mình cả. Quý vị, các bạn trẻ F2 ơi, đừng học cái gương của F1. Hãy nắm tay lại, hãy cùng làm việc với nhau. Chúng ta sẽ đem cơm phấn hưng đến cho Việt Nam này. Khi chúng ta hiệp một, ở đâu có sự hiệp một, ở đó có sự phấn hưng. Amen. Ở đâu có sự hiệp một, ở tại đó sẽ có phép lạ. Tôi rất là vui gặp được nhiều đầy tớ của Chúa có mặt ở tại đây trong kỳ đại hội này. Và thậm chí có những người từ hội thánh truyền thống nữa đã có mặt với chúng ta tại đây quý vị. Được bắt đem thánh linh với chúng ta tại đây quý vị. Và có nhiều hội thánh độc lập cũng có mặt ở tại đây với chúng ta nữa quý vị. Chúng tôi chào đón tất cả quý vị. Và tôi mong ước rằng chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau quý vị. Một không làm nên điều vĩ đại được. Một mình ngủ tuần, một mình bắp tích, một mình không làm được đâu quý vị. Chúng ta cần nhau và chúng ta cùng làm việc với nhau để đem đến sự bứt phá cho Việt Nam của chúng ta. Amen. Đem đến sự bứt phá cho Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết rằng giấc mơ đến từ một người, nhưng mà thành công đến bởi nhiều người. Có nhiều người đã không làm việc chung được bởi vì họ không biết được sức mạnh và giá trị này. Cho nên tôi khi học được điều này ở trong chức vụ của mình, tôi không bao giờ đi ăn một mình hết. Tôi ít bao giờ đi uống cà phê một mình lắm quý vị. Lúc nào cũng có người đi chung để được chia sẻ. Tôi là người hướng ngoại cho nên tôi được nạp năng lượng khi mà tôi gặp nhiều người. Người hướng nội như vợ tôi thì ở một mình thì cô ấy được nạp năng lượng, nhưng mà nhiều người cô ấy quản lên. Tính cách của tôi, sự tạo dựng của Chúa cho tôi là như vậy. Và tôi biết rằng tôi cần làm việc với nhiều người. Tôi có điểm yếu, bạn tôi có điểm mạnh, và chúng tôi hỗ trợ nhau. Hai người đỡ hơn một người. Hãy nói thôi, hai người tốt hơn một người. Nhiều người tốt hơn hai người. Amen. Amen. Đừng làm anh hùng cô đơn nữa. Tôi nói với hội thánh của chúng tôi không xây dựng ngôi sao trong nhà hội thánh của tôi, hội thánh mà Chúa giao cho tôi. Không có ngôi sao, chúng tôi làm việc đội. Và hội thánh của Chúa giao cho chúng tôi chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là Chúa Giêsu. Nhiều người thích làm việc đơn độc, nhiều người thích làm anh hùng cô đơn. Quý vị, chấm dứt rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi công bố rằng linh cô đơn nó không còn ở nơi của chúng ta. Dỗ dây mình phải về, đừng làm anh hùng cô đơn nữa. Chúa Giêsu làm việc với ai à? 12 sứ đồ. Đúng không quý vị? Ngài tạo lập một nhóm môn đồ của Ngài, huấn luyện họ. Và Chúa Giêsu vẫn thành công ngay cả khi họ Ngài về trời. 12 sứ đồ đó đã đem tin lành khắp cả thế giới. Và Phao-lô đã học theo gương của sứ đồ của Chúa Giêsu. Ngay khi ông ở trong tù, ông vẫn là người kết quả cho Chúa. Bởi vì sao? Có A-đi-tạc, có Giúp Tu, có Ba-na-ba, mà có những học trò của ông cùng đi với ông. Và cuối cùng chúng ta thấy không? Ngay khi ở trong tù, Phao-lô vẫn phát triển hội thánh của Chúa Trời. Bởi vì ông có đội cùng làm việc với mình. Cho nên buổi sáng hôm nay một lần nữa tôi muốn nói mà rằng chúng ta muốn bứt phá cho hội thánh mình, muốn bứt phá cho chức vụ mình, đừng làm việc một mình nữa. Chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau, cùng làm việc với nhau cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta nghĩ rằng mình cần có nhau, xin đưa tay lên ạ. Chúng ta đồng đứng lên. Vương quốc của Chúa không có phân biệt hệ phái. Vương quốc của Chúa không có phân biệt hội thánh của người này, hội thánh người khác.
vương quốc của Chúa chỉ là một mà thôi. Quý vị hãy cúi đầu xuống. Có điều gì ở trong quá khứ mà chúng ta vẫn còn giữ lại, chưa buông bỏ nó, thì sáng nay tôi cầu nguyện quý vị hãy buông nó ra, đừng giữ nó nữa. Hãy tha thứ nếu Chúa muốn chúng ta tha thứ. Chắc chắn Chúa muốn chúng ta tha thứ, đừng giữ sự cay đắng nữa. Nó sẽ không lợi cho chúng ta đâu. Và sáng hôm nay, trước khi chúng ta cùng dự tiệc thánh, hay gọi là tiệc yêu thương, tôi muốn để thì giờ để cầu nguyện cho các mục sư có mặt trong buổi sáng hôm nay. Có người đã đến nói với tôi rằng: mục sư ơi, xin chuyển giao ân tứ mà Chúa giao cho mục sư. Không phải một mình tôi có đâu, các mục sư diễn giả tại đây cũng có. Và chúng tôi sẵn sàng để cầu nguyện, để chuyển giao những ân tứ mà Chúa cho chúng tôi, để quý vị có thể phát triển và nhân rộng nó khi quý vị trở về nhà, khi trở về hội thánh địa phương. Và hãy tiếp tục môn đồ hóa họ cấp số nhân, bởi vì khi chúng ta làm việc chung với nhau sẽ là kết quả cấp số nhân. Cho nên tôi xin mời gọi ai là mục sư, là lãnh đạo của hội thánh, quý vị có thể bước lên phía trên này. Xin lỗi quý tín hữu, chúng tôi đã cầu nguyện cho quý vị rồi. Và sáng nay tôi muốn cầu nguyện, các mục sư tại đây sẽ cầu nguyện cho quý vị là những mục sư. Xin mời các mục sư có thể bước lên đây. Bất kể là hệ phái nào, chúng ta là một anh chị em, chúng ta là một trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là một ở trong vương quốc của Chúa, là anh em của nhau. Dạ, lời của đầy tớ Chúa hôm qua đã nói chúng ta là anh em của nhau, chúng ta là anh em của nhau. Đừng để hàng rào hệ phái khiến cho chúng ta không thể làm việc chung với nhau. Tất cả là một, tất cả chúng ta là một. Quý vị có thể nắm tay những người kế bên mình được không ạ? Tôi xin mời mục sư Huỳnh Quốc Khánh, David, Steve, các mục sư có thể bước lên để cầu nguyện. Dạ. Chúng tôi tin vào sự đặt tay. Ai khao khát những ân tứ nào Chúa cho mình, và Chúa ơi, hãy nói với Chúa rằng Chúa xin ban cho con. Và chúng ta cũng cầu nguyện để có sự hiệp một ở tại nơi này, ở giữa vòng anh em của chúng ta. Tất cả các mục sư chúng tôi sẽ đi từ ở phía này qua, rồi chúng ta sẽ đến hàng thứ hai, được không quý vị? Dạ. Xin hàng thứ nhất bước lên xíu đi, để cho hàng thứ hai dễ. Người chúng ta cúi đầu xuống, và tất cả các diễn giả chúng tôi mời tại đây sẽ cầu nguyện cho quý vị. Yeah. Tôi tin vào sự sức dầu, tôi tin vào sự chuyển giao ân tứ mà Chúa ban cho chúng tôi. Thì theo tấm lòng khao khát quý vị, Chúa sẽ đổ trên quý vị, Chúa sẽ ban cho quý vị. Yeah. Hàng thứ hai cứ đứng ở đó nha. Chúng tôi nguyện hàng thứ nhất xong, chúng tôi sẽ xuống hàng thứ hai cho dễ dàng. Xin các tín hữu chúng ta đưa tay phải lên và cầu nguyện cho những mục sư của chúng ta tại đây. À, những anh em phục vụ xin giúp giùm chúng tôi đỡ nếu có. Dạ, xin mở mắt ra và giúp giùm những người ở phía sau. Dạ. Dạ, các bạn đứng phục vụ đỡ phía sau xin giúp giùm. Lòng này đã quyết chí nguyện bước theo Giê-xu, không quay trở lại, không từ bỏ Chúa. Lòng này đã quyết chí nguyện bước theo Giê-xu, không quay trở lại, quyết không bỏ cuộc. Thầm từ xa phía trước, từ bỏ thế gian này, không quay trở lại, không từ bỏ Chúa. Thầm từ xa phía trước, từ bỏ thế gian này, không quay trở lại, quyết không bỏ cuộc. Lòng này đã quyết chí nguyện bước theo Giê-xu, không
quay trở lại. Không từ bỏ Chúa, lòng này đã quyết chí nguyện bước theo Giê-xu, không quay trở lại, quyết không bỏ cuộc. Thập tự giá, thập tự giá phía trước. Chúa, lòng này đã quyết chí.
đời sau, trong cuộc đời này con sẽ mãi hát thêm vì Ngài Chúa thật muôn đời tôn vinh danh Jehovah. Dạ, xin thông báo với quý vị thì giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện cho quý mục sư, để sau thì giờ này chúng ta sẽ cùng dự chung với nhau trong tiệc thánh. Các tín hữu tham dự chúng ta đã được cầu nguyện rồi trong 2 ngày vừa qua, chúng ta sẽ có thì giờ cầu nguyện thêm nữa nếu có sau thì giờ dự tiệc thánh. Hallelujah. Tôn vinh danh Cha đến mãi mãi sau, trọn cuộc nơi đây con sẽ mãi. Ai đã được cầu nguyện rồi, quý tôi tớ Chúa đã được cầu nguyện rồi, xin hãy trở về vị trí của mình, hãy về chỗ ngồi của mình. Và xin mời các tín hữu chúng ta hãy trở về chỗ ngồi của mình. Và quý vị hãy trở về chỗ ngồi của mình để chúng ta chuẩn bị sau giờ này chúng ta sẽ cùng dự chung với nhau trong thánh lễ tiệc thánh. Trọn đời sống con đây, trọn cuộc đời này con sẽ mãi hát khen vì Ngài Chúa thân muôn đời. Trọn đời sống con đây, trọn cuộc đời này con sẽ mãi hát khen vì Ngài Chúa thân muôn đời. Dạ, xin kính mời quý mục sư chúng ta phụ để ban tiệc thánh, xin lên vị trí của mình. Dạ, xin chúng ta trở về chỗ ngồi để ổn định thì giờ này chúng ta sẽ dự trong thánh lễ tiệc thánh. Dạ, nếu sau giờ này các mục sư nào cần được cầu nguyện thêm nữa thì chúng tôi sẽ sẵn lòng để cầu nguyện cho quý vị. Chúng tôi rất là tiếc bởi vì thời gian cũng có hạn, chúng tôi không có thể kéo thêm nữa. Chúng tôi rất là muốn phục vụ quý vị. Yeah. Nhưng hãy để sau thời giờ này ha quý vị. Chúng tôi sẽ có thời giờ để cầu nguyện thêm nữa cho quý vị. Xin hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nếu Chúa đẹp lòng, năm tới chúng ta sẽ tổ chức chỗ lớn hơn. Yeah. Quý vị đồng ý không ạ? À? Yeah. Lớn hơn, bứt phá hơn nữa. Amen. Chúng tôi đã đi tìm sân vận động rồi, yeah, nhưng mà chưa có thấy hợp lắm. Yeah, nhưng hy vọng lần này chúng ta đã hơn 2.000 người tham dự. Chúng tôi tin rằng lần tới Chúa sẽ cho chúng ta 4.000 người tham dự. Yeah. Xin hỏi cầu nguyện cho ban tổ chức chúng tôi có được ơn của Chúa để có thể tìm được cái chỗ tốt nhất để có thể chuẩn bị cho chương trình đại hội cho năm tới. Kính thưa quý mục sư, kính thưa quý tín hữu, để kết thúc cho chương trình đại hội năm nay, chúng tôi muốn làm một điều mà Chúa Giêsu đã dạy. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu xuống bị đóng đinh, Ngài cũng đã làm điều này. Đó là Ngài đã tổ chức một buổi tiệc. Tôi vẫn thích đó là buổi tiệc yêu thương hơn. Và buổi tiệc yêu thương, buổi tiệc chia tay giữa thầy và trò. Và sau đó Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Hôm nay thì chúng ta đã kết thúc cái thời giờ chúng ta tham dự hội đồng và chúng ta chuẩn bị chia tay. Cho nên chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc yêu thương này. Tôi tin rằng tất cả chúng ta là những tín hữu, chúng ta đều biết buổi tiệc này có ý nghĩa gì rồi. Tôi không nói thêm nữa. Tôi chỉ muốn đọc lại lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta một ý chính ở tại đây. Sứ đồ Phaolô đã nhắc với hội thánh Côrintô như thế này: "Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Cùng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: "Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta."
Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mọi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Chúa Giêsu nói, này là thân thể ta. Quý vị, khi Ngài cầm bánh và cầm chén, này là thân thể của ta. Hội thánh là thân thể của Chúa. Chúa đã xả thân, chịu chết cho hội thánh của Ngài. Tất cả vì cửa hội thánh của Ngài. Và hội thánh cũng là niềm vinh quang của Chúa nữa. Hội thánh không phải là câu lạc bộ ở trên đất này. Hội thánh là những người được biệt riêng, là những người được chuộc bởi quý Chúa Giêsu, là những người thờ phượng Đức Chúa Trời, và là những người được sai đi để chinh phục thế giới này. Quý vị, chúng ta có đang làm đúng cái chức năng hội thánh mà Chúa đã xả thân hay không? Hay chỉ là người thờ phượng, chỉ là người biệt riêng thôi? Tôi mong rằng bằng Thầy Thánh buổi sáng nay nhắc nhở cho chúng ta, tất cả mọi việc Chúa làm vì cớ hội thánh của Ngài. Và ước mong rằng chúng ta dự tiệc thánh này hãy làm đúng với mục đích mà Chúa đã xả thân vì hội thánh. Chúa cứu tôi và quý vị không phải để chúng ta hưởng phước mà thôi, nhưng mà Chúa cứu tôi và quý vị để chúng ta trở thành nguồn phước cho dân tộc Việt Nam. Nên hội thánh ơi, hãy sống đúng với chức năng mà Chúa đã thiết lập, là Chúa đã tạo dựng. Đừng chỉ là người hưởng, Chúa ơi ban phước cho con, Chúa ơi chữa lành cho con, Chúa ơi làm ơn trên con, mà hãy đi ra để làm ơn cho những cuộc đời khác. Hãy đi ra để chữa lành cho người khác. Hãy đi ra chinh phục những người phục vụ chúng ta trong suốt 3 ngày này quý vị. Những bạn trẻ, những người phục vụ bàn ở trong tổ này, họ có được nghe về tin lành của chúng ta chưa? Tôi mong rằng qua đại hội này, ít nhất có ai đó trong người phục vụ ở trong cái nhà hàng này, ở trong cái hội nghị này, họ được biết Chúa Giêsu của chúng ta. Thì đó mới là ý nghĩa mà Chúa chết cho tôi và quý vị. Nếu chúng ta chỉ cầm bánh và cầm chén cảm ơn Chúa vì sự chết của Ngài thôi thì chưa đủ. Chúa nhắc nhở rằng mỗi lần các ngươi ăn bánh uống chén này, rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Cho nên ai trong chúng ta sẵn sàng nói rằng Chúa con sẽ rao sự chết, sự sống của Chúa cho đến khi Ngài trở lại, xin đưa tay lên nào. Quý vị có thể đứng lên không? Tôi mong rằng bằng tiệc thánh này như một lời kết ước một lần nữa của chúng ta với Chúa, con sẽ là nhân chứng sống, con sẽ là nhân chứng cho Chúa. Đừng giữ tiệc thánh giống như Giu-đa rồi sau đó quay lưng bỏ Chúa. Hãy giữ tiệc thánh giống như 11 sứ đồ đã sống, đã chết cho danh của Ngài. Để chúng ta đã sẵn sàng, hãy cúi đầu xuống và cầu nguyện. Món quà sự cứu rỗi Chúa đã ban cho, món quà ân tứ Chúa đã ban cho. Vậy thì chúng ta chần chờ gì nữa mà không đi ra để nói về danh của Chúa. Chờ chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả mọi điều Ngài đã làm cho chúng con vì yêu chúng con. Ngài chết để chúng con được sống. Ngài gục đầu để chúng con được ngẩng cao đầu. Ngài bị thương để chúng con được lành bệnh. Ngài chịu rủa xả để chúng con được phước hạnh. Tất cả vì chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả mọi điều đó Ngài đã dành cho chúng con. Ông nguyện Chúa giúp đỡ chúng con luôn nhớ đến sự hy sinh của Ngài. Và không chỉ nhớ đến, nhưng mà chúng con sẽ là người đi ra để nói về sự chết và sự sống của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Con cầu nguyện để linh của sự mạnh mẽ ở trên hội thánh của Ngài, linh của sự giản dị, thần linh của sự giản dị ở trên mỗi chúng con, để đi ra công bố phúc âm của Ngài, đặt tay chữa lành và đuổi quỷ như Chúa Giêsu đã từng làm. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ tiệc thánh này trong tay của Ngài. Nguyện Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con và phục hồi lại những mối quan hệ nào giữa chúng con với Chúa, với anh em chúng con với nhau qua bàn tiệc thánh này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Chúa, thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời. Mỗi người chúng ta sẽ cầm một cái này. Ở trong đây có bánh và ly luôn, có bánh và nước luôn.
ta đã có đủ bánh và chén chưa? Có ai còn thiếu xin đưa tay lên để chúng tôi có thể phục vụ. Chúng ta có đủ không ạ? Quý vị có thể mở cái lớp phía trên, chúng ta cầm bánh lên. Dạ, cái lớp ở trên chúng ta có bánh. Thấy chưa? Dạ, chúng ta mở cái lớp ở trên. Dạ, lần đầu tiên chúng có một số người dự bằng cái này, chúng ta nhớ à. Dạ, có đủ hết chưa? Có một sư có đủ chưa? Các bạn trong ban thờ phượng. Xé cái lớp ở trên chúng ta có miếng bánh. Một lớp thôi. Một lớp thôi. Dạ, tôi xin hỏi lần nữa là chúng ta có đủ hết chưa? Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta cùng chung dự. Bây giờ chúng ta mở cái lớp thứ hai. Không cần mở hết đâu, nửa được rồi. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là dấu ước mới trong quý ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta cùng chung dự. Chúng ta sẽ hiệp ý với mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Xin kính mời mục sư bước lên máy ghi âm để cầu nguyện cho anh. Nguyện xin tình yêu của Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Chúa Con, sự thăm viếng dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trên mỗi đệ tử của Chúa, các chức vụ trên con dân của Chúa có mặt ở trong ngày hôm nay. Quyền năng của Chúa đi theo ban phước ở cùng để tất cả chúng con được kết quả cho vinh quang của Ngài. Sự vận hành của Đức Thánh Linh làm việc một cách tự do trên đời sống của chúng con, thánh hóa biến đổi chúng con mỗi ngày theo ảnh tượng của Chúa Cha, chuẩn bị trang điểm chúng con cho đến ngày chúng con được Chúa tiếp rước một nàng dâu công ty không vết không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa. Xin ban phước trên chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi cuộc đời chúng con, chức vụ của chúng con, để bởi ơn của Ngài và sự chiếu sáng của Ngài, chúng con sẽ trở nên những người tỏa sáng ra và chinh phục thế giới này cho Chúa của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì ơn của Ngài, và chúng con nhân danh Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, xin mời chúng ta đồng an toàn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.